Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với võ lâm truyền kỳ mobile phiên bản Trung Quốc ha. Do là có nhiều cập nhật mới bên server của họ và như mọi khi thì Jun sẽ spoil các cập nhật này và nếu mà nó ngắn thì sẽ nói lướt qua luôn. Còn à, nếu mà nhiều thì sẽ làm một cái clip review cho anh chị em xem. Khi lướt sơ qua những cái cập nhật thì à, sáng nay, sáng ngày hôm nay thì cái cập nhật, à, cái hoạt động mà nữ đế hồi sinh. Ờ à, đâu rồi ta nữ đế hồi sinh thì có cập nhật thêm một cái vật phẩm mới thì quyền thiết toàn này anh em có hiểu có thể hiểu nôm na thì nó giống như một cái đồ độc một mũi khoan ha thì khoan thêm một cái lỗ khảm trên trang bị dây chuyền tức là bây giờ trên trang bị dây chuyền của chúng ta có thể cảm tối đa là được 8 viên đá hồn luôn chứ không phải là 7 7 viên đá hồn trước đây nữa. Thì trước đây thì đã có một cái cập nhật thì trong hoạt cái hoạt động thủy hoàng giáng thế thì đã có một cái uh, quyền thiết Toản này luôn ha, cũng đục một cái lỗ trên trang bị nón, tức là bây giờ cảm đá hồn thì uh, gồm có nón là cảm được tám lỗ, di chuyển khảm được tám lỗ thông qua cái hoạt động nữ đế này thì sau này chắc là công hành chiến hay là mấy cái khác này nó cũng cho cảm tiếp thôi. Ha. Thì trước đây mà khi mà cái hoạt động mà vòng quay mấy mấy, mấy cái vòng quay mà khảm 10 triệu chắc chắn có vũ khí tiên vũ hay là uh, qua tình hoa hay là phương hoa gì đó thì uh, anh em không biết cái phương hoa gì đó, thì có thể hình như phương hoa này về Việt Nam đúng không? Ừ, Phong mối này hình như về Việt Nam rồi đó cho nên là chắc ai cũng biết ha thì nó có thêm một cái lỗ khảm đó, cho nên là nó cho thêm một cái quyền thuyết Trọn nó để cảm vũ khí cho nên nó là bây giờ anh em mình coi thử tớp ha thì những anh tớp nó như vậy đó thì nếu mà bật thì cảm được tám lỗ nón ha tám độ tám viên đá nè tám viên đá hồn tổng cộng ha nó được tám viên đá này vũ khí được tám viên đá ha, vũ khí được tám viên đá luôn à, và dây chuyền được tám viên đá nhưng mà mới cập nhật mà cho nên là chưa ai có đâu cho nên là anh chưa có ha rồi thì tổng cộng là có ba trang bị là được khảm 8 viên đá rồi nha rồi thêm một cái cập nhật nữa đó là để nhớ coi nữ đế À, trong cái hoạt động công hành chiến và lãnh thổ chiến thì có thêm một cái cập nhật là cái mảnh trang bị hộ thân phù mảnh bạch kim trang bị của hộ thân phụ thì năm cái mảnh này ghép lại mới được một cái đồ phổ hộ thân phụ hoàn chỉnh nha tức là bây giờ chỉ thiếu mỗi cái trang bị bạch kim dài nữa thôi là đủ nguyên một set bạch kim ha rồi thì những cái là cái những cập nhật sơ thôi không có gì review hết không biết là bây giờ mình có thúc clip review ở đây thì nó quá kỳ đúng không rồi thì bây giờ sáng ngày hôm nay À, trong cái hệ thống kinh mạch có cập nhật theo cái mạch mới là mạch âm duy mạch ha rồi thì trong nội dung clip này thì Duy sẽ review về chi tiết thông số của âm duy mạch và mạch chu thiên à, tương ứng của cái mạch âm duy mạch này rồi bây giờ không làm mất thời giờ của anh chị em nữa bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha à, bây giờ trước đây thì anh em sẽ nghe tới cái trầm từ bát mạch kỳ kinh nhưng mà cái mạch này nó khá là tốn tiền cho nên là không biết về sao nó có lòi thêm mạch thứ chín mạch thứ thứ mười không nhưng mà đúng theo sách vở này nọ theo đúng y học cổ truyền thì chỉ có 8 mạch thôi thì bây giờ là cái mạch này là mạch thứ bảy trong tám mạch đó ha thì còn một mạch nữa thôi là bây giờ full này đó thì không biết là về sau nó có ra mạch chín mạch tám này nọ không rồi thì cái mạch này có tên là âm duy mạch ha rồi khi đầu tiên á thì cái mạch này khi mà bạn phải đạt cấp 130 thì bạn mới được kích hoạt cái mạch này cái số chân khí cần để kích hoạt một mạch đó là 6.500 chân khí tương ứng là phải tốn 40k bạc để đã thông cái mạch này còn về sau thì cái số tiền này nó sẽ ít hơn ha thì cái mặt đầu tiên thì đã tốn 6.000 gửi chân khí rồi thì khí mạch này khi mà bạn đã thông lên được thì nó sẽ tăng cho đồng hành là hiệu quả tỷ lệ bị thương 22 điểm và chủ nhân tăng tỷ lệ bị thương 15 điểm rồi thì để review hết rồi Jun sẽ so sánh cho mấy bạn hàng xem luôn qua cái qua tới cái mặt thứ hai thì nó sẽ tăng cho đồng hành của chúng ta à, cũng là 6.000 gửi này luôn nha thì cứ mỗi một lên một mặt như vậy nó sẽ tăng lên một cấp mà phải đủ năm mặt này năm mặt trước thì nó mới cho mình kích hoạt cái mặt sau À, tối thiểu bạn phải đạt được cái năm cái mạch dưới nữa cho bạn đã thông cái mạch tiếp theo nha thì cái mạch này nó tăng cho đồng hành này tăng tỷ lệ à, tỷ lệ tàn phế 22 điểm và chủ nhân tăng cho bạn thân chủ nhân à, tỷ lệ tàn phế 15 điểm qua tới cái mạch thứ ba thì cũng như vậy luôn phải đạt được năm mạch trước thì mới trâu thôi cho nên là không cần nhắc lại nữa ha rồi thì cái mạch này nó sẽ tăng cho đồng hành của chúng ta đó là tỷ lệ tê liệt 22 điểm tỷ lệ tê liệt và chủ nhân tăng 15 điểm tỷ lệ tê liệt qua tới mạch thứ tư thì những cái tên mặt này thì anh em cũng đâu cần nhớ tới chú ý tới làm gì cho nên là bỏ qua luôn đi ha nhưng mà vẫn để cho nó đẹp cho nó dễ review còn mấy cái mặt này dịch thì nó dài clip với lại cũng không có ảnh hưởng gì tới ha rồi thì cái mặt này này bị thương làm chậm làm chậm tàn phế tê liệt làm chậm tê liệt đúng rồi thì tới cái mạch này thì nó sẽ tăng cho chúng ta là 22 điểm tỷ lệ tê liệt cho đồng hành và 15 điểm tỷ lệ tê liệt cho uh, chủ nhân của nó và cho chính bản thân của chúng ta. Rồi qua tới cái mạch này cũng như vậy thôi, tăng tăng tỷ lệ choáng, tăng tỷ lệ choáng 22 điểm và đồng hành tăng tỷ lệ choáng uh, ấy, bản thân. Đồng hành tăng 22 điểm và bản thân tăng 15 điểm đúng không? Qua tới đây là đủ uh, 5 cái hiệu ứng trong cái game này rồi. Thì cái bị thương này tương ứng cho hệ kim, và những môn phái hệ kim sẽ đánh cho mình cái bị thương này thì bây giờ chúng ta sẽ tăng được cái tỷ lệ bị thương này lên luôn. Ha. còn cái hiệu ứng tàn phế này là những môn phái hệ mộc ha. Hệ mộc Rồi làm chậm này là hệ thủy, à, làm chậm hệ thủy đóng băng làm chậm là cái kiểu ha. Rồi thì uh, bây giờ tê liệt là có hệ quả nè, hệ quả sẽ uh, tê liệt đồ. Rồi hệ, hệ thổ sẽ là tăng cái tỷ lệ choáng này lên. Rồi bây giờ trước đây 1 2 3 4 5 đúng không? Năm mạch trên rồi bây giờ năm uh, mạch dưới thì uh, lát hồi Quỳnh sẽ nói sau. Trước đây thì uh, trong cái uh, sung mạch nó đã tăng cho chúng ta cái uh, kháng thời gian bị thương, à, kháng thời gian các kiểu nói chung là kháng thời gian của năm cái hiệu ứng này ha, xong rồi qua tới mặt cái mặt à, thứ năm, mặt thứ năm là mặt à, âm khiêu mạch, âm khiêu mạch này thì nó tăng cho là cái kháng là cái tỷ lệ bị thương, à, kháng là tỷ lệ bị thương, kháng làm chậm mà được kháng kiểu nói chung là kháng năm cái này ha, rồi qua tới cái mặt à, này cái mặt à, âm duy này đó thì nó sẽ tăng cho mình cái tỷ lệ thì anh em cũng suy tự suy nghĩ tự suy đoán ra được đó là cái mặt cuối cùng nó tăng cho mình là cái gì rồi ha thì kháng là cái tỷ lệ này thôi à, cái này là mình suy đoán thôi chứ không có chắc ăn đó à, là năm cái này năm cái mặt đầu thì mình có thể suy, à, tóm gọn như vậy qua tới cái mặt tiếp theo mặt thứ sáu thì bắt đầu nó không phải là những cái hiệu ứng nó nữa thì nó chuyển qua một cái khác thì đồng hành của bạn tăng được bỏ qua 85 điểm bỏ qua né tránh bỏ qua đúng rồi bỏ qua né tránh còn bản thân của uh, nhân vật thì tăng được 57 điểm bỏ qua né tránh qua tới mặt thần môn này thì tăng sinh lực thôi ờ, cái mặt này tăng sinh lực uh, 846 điểm và 564 điểm thì giống như, là chắc có được kích mặt với cái này thì tăng về sau tăng bao nhiêu điểm máu này đâu có ăn thụ gì đúng không nó nhiều khi đánh một phát chích queo well rồi, cái nhiêu đầu máu đó đâu có cần được gì đâu. Rồi, thì qua tới cái mạch thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 mà thứ 8 thì nó tăng cho mình là kháng tỷ lệ bạo kích. À, đồng hành tăng 43 điểm và chủ nhân tăng 29 điểm. Thì lúc nào chủ nhân cũng phải tăng ít hơn đồng hành của mình hết ha. Thì mấy cái mạch này nó hỗ trợ cho đồng hành mà nhiều khi hỗ trợ cho giữ vô vô và bắn một hai phát cũng chích queo well thôi. Ok. Qua mạch này, qua tiếp theo cái này lại tăng sinh lực hay là tổng cộng tới hai mạch tăng sinh lực nha cái mạch này tăng 800 mấy sinh lực với 500 mấy Còn cái mạch này tăng 1 tăng 1.300 với 800 mấy sinh lực thì nó tăng nhiều hơn chút xíu nhưng mà cũng không có nhiều mấy đâu uhm, cũng không tăng được nhiều đâu thì hai cái mạch này nó hơi phí trong đây nhưng mà phải kích hoạt hết thì mới là được mạch trụ thiên thì cái mạch uh, là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mạch thứ 10 nó tăng cho chúng ta là cái kháng tất cả cơ bản 34 điểm cho đồng hành và cái uh, 23 điểm cho cho chủ nhân Ờ, mạch này thì uh, tăng ok thì mạch này ok được chút, chút xíu nữa tăng cho mình là cái uh, hút sinh lực tăng theo điểm nha chứ không phải tăng theo phần trăm nữa thì cái hút sinh lực điểm này uh, hiện tại chưa biết tính làm sao luôn thì bây giờ nó chỉ có duy nhất ở cái hiệu ứng này có duy nhất ở đá hồng đạt mai nhưng bây giờ nó có ở kinh mạch luôn à, chúng ta không giờ đám đạt ma đắt mắt quá thì bây giờ có thể đã thông kinh mạch qua thì uh, như nãy vui nói uh, bắt đầu từ mạch thứ năm trở đi một hai ba bốn năm mạch đầu thì nó chỉ tốn sáu 500 năm uh, trăm chân chân khí thôi nhưng mà bắt đầu từ mặt thứ sáu cho đi bắt đầu tốn tới bảy ngàn rưỡi đúng không 6 7 8 9 qua tới mặt thứ 9 là tốn, tốn 8k tốn 8k chân khỉ nha rồi 9 10 11 tăng cái hút máu đúng không rồi bây giờ cái mặt cuối cùng hai cái mặt cuối cùng là cái mặt sẽ có skill để nâng được cái này ấy, mà chúng ta sẽ ngoài tốn những cái uh, yêu cầu đẳng cấp yêu cầu chân khí ra thì tốn 10k chân khí nè với lại tốn bạc ra thì mình chúng ta phải tốn thêm một cái bí quyển đã thông mạch thì cái bí quyển đã thông mạch này có âm dương mạch ha thì uh, chưa biết cái hoạt động nào có hình như là chắc là nạp thẻ không là gói quà đâu các kiểu này nọ hay cũng như mọi khi thôi chứ không có hoạt động nào gất ra trong không cũng không cho bài bán nữa đâu rồi thì cái mặt cuối cùng này á, nó có tỷ lệ à, nó sẽ tăng cho đồng hành chúng ta là phản kháng kháng phản đòn miễn thương kháng phản đòn miễn thương nữa ta hình như kháng một cái sát thương không hiểu cái ý này mới hình như là phản đòn kháng sát thương của phản đòn của từ cái phản cái sát thương phản đòn miễn thương đi chứ à. họ thì cái đồng hành này là tại tại vì nói chung là tăng hai phần trăm cái sát thương kháng đi cái sát thương phản đòn đó à, còn bây giờ quan tâm là cái chủ nhân bản thân của nhân vật của chúng ta sẽ được tăng những cái gì ha rồi thì ở cái mặt cuối này đó cái mặt à, âm duy mạch cuối cùng này nó sẽ tăng cho mà khi mà đã thông lên ở kêu thứ nhất á, thì sẽ có à, tỷ lệ phản kích mục tiêu tấn công 50 phần trăm tỷ lệ phản kích mục tiêu tấn công chúng ta à, thì là mục tiêu đó bị giảm kháng tất cả cơ bản đi 20% duy trì 8 giây và giãn cách như vậy là 30% thì anh có thể nhìn cái mặt thứ hai mặt kế tiếp mà chúng ta đoán ha thì cái tỷ lệ phần trăm này sẽ tăng lên và cái kháng tất cả này cũng tăng lên luôn cái thời gian 8 giây này là giữ nguyên và cái thời gian hồi chiêu này sẽ giảm xuống à, tức là một khi bạn đã thông lên thì cái tỷ lệ phần trăm này sẽ cao lên cái tỷ lệ mà phản đòn tỷ lệ phản kích mục tiêu sẽ tăng cao lên Và cái kháng giảm kháng mức cao của đối phương cũng tăng cao lên luôn mà cái thời gian này chỉ duy trì tám giây thôi chứ duy trì càng về sau lên mười mấy hai chục giây ai chơi nữa đúng không thì cái thời gian này nó sẽ giảm lại à, 30 giây thì nó giảm xuống luôn thì tương ứng với cái mạch à, dương duy mạch để coi giảm tới còn 10 giây bên dương duy mạch là 10 giây nha bên trên bên cho nên là âm duy mạch không biết là có mực 10 giây không ha được giảm xuống 10 giây bây giờ quay trở lại Ồ, oh, cái 10 giây này một mạch một đã được 10 giây rồi cho nên là không thể lấy suy đoán được đây tại sao uh, à, dương lại lấy cái dương duy mạch mà so sánh với cái âm duy mạch thì anh có thấy nhìn 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 ở đây nè cái mạch cuối của cái kêu hộ chủ cái kêu hộ chủ của chúng ta đó thì khi mà đối phương gây sát thương bạo kích lên bản thân của chúng ta thì chúng ta sẽ được tăng 10 kháng tất cả duy trì trong vòng 5 giây ờ, giải kích kích hoạt là giãn cách kích hoạt là 10 giây cái tỷ lệ kháng tất cả này sẽ tăng lên cái cái uh, phần trăm kháng tất cả này sẽ tăng lên khi mà chúng ta tăng kêu lên ờ, cái, cái mặt này nó nó ngược lại ha thì bây giờ nó sẽ không tăng kháng tất cả cho bản thân của chúng ta nếu mà đối phương khi mà đánh chúng ta thì có tỷ lệ phần trăm uh, sẽ bị giảm kháng tất cả ờ, bây giờ chú bi thay vì uh, tăng cho bản thân kháng tất cả là, là không tăng nữa mà là giảm của đối phương đi ờ, cái mặt uh, cái hiệu quả của kiếm kinh mặt nó là như vậy ha rồi thì uh, bây giờ qua tới mặt Chu Thiên mạch chu thiên thì có gồm chỉ có bốn mạch thôi tương ứng như uh, để kích hoạt mạch chu thiên á thì cái tầng thứ nhất thì bạn phải đủ 11 mạch đủ 5 mạch hết mới kích hoạt được mạch một thì uh, qua tầng thứ hai phải 10 mạch hết qua tầng thứ ba 15 mạch hết tầng thứ tư hai mạch khá là chét ha thì cái tầng đầu tiên á, sẽ tăng cho chúng ta là như sau ha thì để đả thông cái mạch này cần tốn 12 k chân khí nữa nha càng vậy sau càng tốn nhiều còn cái số lượng bạc này thì quá ít nổi ở trong cái cõi giang hồ này đúng không càng về sau càng tốn nhiều à, chân khí thì chân khí có thể kiếm được bằng rất, kỳ, rất, rất là nhiều cái mua cũng có lợi tức cũng có đấu giá cũng có à, nhiều khi à, bút lên cũng có thì cách bút thì à, trong à, tàng kinh các của jun có chỉ anh em cách bút này đó ừ. rồi thì bây giờ nó sẽ tăng cái tầng một hiệu quả của dương à, chu thiên âm di mạch hiệu quả tầng một như sau tăng cho đồng hành chúng ta cái kháng hút máu 5 phần trăm tôi có dịch lộn kháng hút máu đúng không còn cái này là tăng hút máu mạch dương di là kháng hút máu à chỉ tăng cho đồng hành thôi chứ chủ nhân không có ha à, kháng hút sinh lực 5 phần trăm tỷ sát thương bạo kích 9 phần à, trăm sinh lực cơ bản 15 phần trăm và cái à, kháng thời gian hiệu quả thuộc tính 68 điểm rồi thì bản thân chủ nhân đó, tức là nhân vật của chúng ta nó sẽ tăng được à, lực chiến là tăng 5 800 lực chiến không biết cái này nó tăng vô chị không biết nó tăng trực tiếp vô mạnh hơn miếng nào không chứ nó duy là tăng lực chiến gì đó à, sức thương bộ kích cũng được 6% nha đồng hành tăng được 9% à, chủ nhân tăng 6% sinh à, lực cơ bản 10% luôn và cái Tháng thời gian hiệu quả thuộc tính 45 điểm lúc nào đọc chủ nhân cũng tăng ít hơn đồng hành chút xíu như vậy đó ừ. thì đánh giáo sơ qua cái mặt này á cái mặt này là cái mặt công chứ không phải là cái mặt thủ công á là sao là do nó sẽ tăng cho cái tỷ lệ sát thương thuộc tính này có thể có thể nói là sát thương thuộc tính hay nói chung đi ha tại vì nó tăng tới năm cái hiệu ứng trong ngũ hành khác nhau ở à, mỗi môn phái có mỗi cái ngũ hành nó có một cái hiệu ứng khác nhau đó là cái năm mạch đầu tiên xong rồi nó tăng cho mình là cái bổ qua né tránh bỏ qua né tránh xong xong rồi tăng sinh lực rồi bỏ đi ha bỏ qua né tránh xong rồi kháng tỷ lệ bạo kích kháng tỷ lệ bạo kích xong rồi tăng sinh lực rồi tăng uh, kháng tất cả xong rồi tăng hút máu được cái nọ cái kiểu này nọ thì uh, về sao có thể những cái mạch khác bạn không nâng cũng được nhưng mà mạch này vô anh khuyến khích các bạn nâng lên nâng lên là gì sao nâng lên là nó được cái uh, hút sinh lực nè tăng những cái hiệu quả thuộc uh, hiệu quả thuộc tính nè rồi như cái mạch cuối này đó thì chắc cũng không cần thiết mấy, tại vì à, à chắc cũng cần chứ ha, cần chứ ha. Khi mà mình quýnh người ta, người ta quýnh với bản thân của chúng ta thì nó có tỷ lệ là mục tiêu vị giảm kháng tất cả cơ bản. Hiền binh đối phương bị giảm kháng thì mình quýnh nó sẽ đánh đau hơn, ha? thì giảm lên. Còn cái mạch chu thiên này thì tăng kháng hút máu nè, sức thương bột kích nè xong mà tăng máu phần trăm này nọ lên thì cũng ok ha. thì à, nói tới đây thì vui đã review xong cái mặt thứ bảy của hệ thống kinh mạch ở đây. Ha, là âm duy mạch này là vui đã review xong rồi. thì à, nếu mà có à, những xét gì cho cái mặt âm duy mạch này thì cản bản thân của vui là thấy là nó nên tăng thì giờ nó tăng cái à, công kích khá nhiều trong cái game này à, trong cái uh, Trong cho nhân vật của chúng ta thì để ý kiến của anh em như thế nào có thể để lại comment ở dưới cho Jun biết ha rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị các anh chị em mình là Jun đến từ kênh Jun Liu cảm ơn anh chị em đã bỏ hẹn những quý báo ra theo dõi clip này của Jun